tôi đang kinh doanh sản phẩm này làm thế nào để bán được nhiều hơn câu trả lời là thôi có ba người tôi đã trả lời thôi có nghĩa là gì có nghĩa là cái sản phẩm kinh doanh đấy nó hiện tại không còn tốt ở mức trung bình nữa tức là cái nỗ lực để làm tốt cái sản phẩm đấy thì tốt hơn là làm một cái sản phẩm khác cái xác suất thành công và cái nỗ lực thành công nó cao hơn cái câu hỏi thứ hai là tôi đang làm công việc kinh doanh này sao họ lại không đến với tôi hoặc là tại sao họ đến với tôi rồi họ lại đi mất thì câu trả lời là bạn không hiểu về con người bạn sẽ nhìn thấy là không chỉ con người ra đi Mà còn bao gồm cả mối quan hệ trong gia đình cũng đang loạn lạc luôn Nên vấn đề là xử lý con người Ở chính bạn về cách xử lý con mối quan hệ với con người Phần này sẽ nói tiếp ở trong chương sau Nhóm thứ hai Đùa nhưng thật Đó là đừng thủ nữa Câu này đừng hiểu theo nghĩa đen mà hiểu theo nghĩa bóng có nghĩa là Đừng tự sướng ở trong cái đầu này nữa Bạn đang làm video để thỏa mãn mình Hay thỏa mãn khách hàng tiềm năng Cái lý do kênh của bạn không tăng trưởng tất cả ở đây Thì nó có mấy cái nguyên nhân Nguyên nhân đầu tiên Giống như cái anh chàng lúc sáng hỏi ở tiệm răng đấy Là vi phạm chính sách ở đây tức là vi phạm về những quy tắc ứng xử trên một cái cộng đồng. Video của bạn ở kênh YouTube có thể lên nhưng sang Facebook thì lại vi phạm. Và Facebook có thể lên nhưng mà sang TikTok lại vi phạm. Tôi có một cái video hot top 10 trên video trên fanpage nhưng mà đẩy sang TikTok 2 lần thì đều bị ăn gậy phạt cả. Không có cái gì vi phạm về đạo đức hay pháp luật cả nhưng mà chính sách thì nó vẫn vi phạm. Như vậy thì việc đầu tiên anh chị em muốn làm về mạng xã hội thì phải đọc rất rõ và thuộc lòng, thậm chí dán ra gạch chân từng điều khoản một trong quy tắc của từng mạng xã hội với nhau. Đây là quy tắc, đây là quy định bắt buộc và hầu hết mọi giải thích, mọi hội thảo, mọi khóa học về cái đó chỉ chỉ để giải thích về quy tắc mà thôi. Mọi câu hỏi của các bạn cũng chỉ vì những câu hỏi quy tắc mà thôi. Cho nên đầu tiên đó là đọc quy tắc. Câu hỏi 2, TikTok đang hỗ trợ rất là nhiều khi bạn là một nhà sáng tạo nội dung. Có những group dành riêng trên mạng xã hội bao gồm trên Zalo, bao gồm trên Facebook, TikTok Shop có nhóm dành cho những nhà bán hàng TikTok Shop, TikTok Live có nhóm Zalo và hàng thứ sáu hàng thứ năm hàng tuần thì đều có phiên họp dành cho TikTok Live và những câu hỏi của các bạn dành cho TikTok Live. Bạn thuộc nhóm các nhà sáng tạo nội dung Content Creator, các bạn có những cái chương trình dành riêng cho Content Creator. Như vậy vậy TikTok đang hỗ trợ trực tiếp người dùng Việt Nam rất là tốt, gồm hỗ trợ về nội dung, hỗ trợ về like và hỗ trợ về shop. Bạn không dùng nó không sao. Câu hỏi tiếp theo mà một bạn ở đây nói rằng là khách hàng của tôi thuộc về nhóm lớn tuổi, không dùng cái này. Đây là niềm tin của bạn, không phải sự thật. Nếu chạy thống kê, tôi vẫn nhìn thấy nhóm 45 tuổi xuất hiện trên TikTok của tôi. Chạy vào báo cáo analytic để biết được chính xác bạn có đang làm tốt điều này hay không. Tôi đồng ý với bạn rằng TikTok có lứa tuổi trẻ hơn và những người ở lứa tuổi trẻ khác đang dịch chuyển sang nền tảng này. Những người già sẽ dịch chuyển nhưng dịch chuyển chậm. Nguyên tắc kinh doanh của chúng ta là ở đó trước khi khách hàng đến. Bạn không chờ đến khách hàng đến chợ xong bạn ấy mang hàng ra chợ được. Bạn phải có mặt ở chợ trước khi khách hàng đến. Nguyên tắc đến sớm ngày hôm qua được thực thi ở đây. Cho nên không cần phải có khách hàng. Bạn phải biết rằng khách hàng sẽ đến đây. Điều tiếp theo nữa là tại sao tỷ lệ chuyển đổi trên tiktok không cao bởi vì một số bạn đã nhận thức được điều này rất rõ ràng là do chúng ta không làm ra những nội dung để thu hút đúng khách hàng tiềm năng bạn muốn câu chấm đen mà bạn lại cứ ném mồi mẻ thì chỉ thu hút được cá rô thôi ngay bây giờ nếu tôi rút điện thoại ra tôi làm một video tôi đảm bảo với các bạn là lên một triệu view ngày nhưng để có một triệu khách hàng tiềm năng trên nền tảng này thì tôi không làm được. Một triệu view thì dễ dàng làm được với tôi vào thời điểm này. Rút điện thoại ra là làm là biết. Vậy thì làm thế nào để thực sự có hàng triệu view? Các bạn xem ở anh gọi là nói hơi khó nghe, tức là, là hơi âm giọng nó hơi bị khó nó bị nó bị lọc cọc anh Hưng ba ba đấy. Nó hơi bị lọc cọc. Lúc nãy cái cô hỏi là làm thế nào để tôi tăng được shop thì video của anh hưng ấy là làm kênh nào nó cũng lên hết ấy chỗ nào nó cũng lên bởi vì anh ấy là thế vui vẻ hòa đồng nhí nhảnh phù hợp với bọn trẻ thích thách đấu ganh đua nhưng mà anh ấy cứ ra ngoài đời thì anh ấy chả thách đấu ganh đua gì đâu nhưng mà bố thách tất cả các ông khác gặp ai bố cũng thách thách cho vui thế thì cái kiểu nội dung như vậy sẽ thu hút cái đối tượng đấy và tôi đã hướng dẫn anh Hưng trong đánh thức giàu có tại Sài Gòn Đó là phải thu hút đúng đối tượng tiềm năng Câu hỏi tiếp theo là Tôi đang bán cái hàng này làm sao để có được nhiều tiền Thì tôi vẫn chia sẻ với các bạn rồi Tại sao lại bán cái hàng đó Câu hỏi tiếp theo bạn hỏi tương tự là Tôi đang phục vụ cái đối tượng này tại sao? Thì câu hỏi của tôi là Tại sao bạn phải phục vụ cái đối tượng này Những điều lớn lao vĩ đại Tôi không dám bàn đến Như là thực hiện sứ mệnh Thực hiện ước mơ thực hiện cái con đường để phục vụ loài người. Nếu bạn thực sự hỏi được câu hỏi này, đối với tôi, bạn phải có cái tư duy ở tầng 6. Nhưng câu hỏi vừa rồi làm thế nào để là câu hỏi của một người tư duy chiến lược tầng 5. Nhưng sau đó tụt xuống tầng 2 ở chỗ bởi vì tôi tin là tôi không trả lời câu hỏi sứ mệnh bảo vệ tầng ozone hay là chồng mỗi người trồng một cây bởi vì bạn đang có tư duy của một người ở tầng 2 mà bạn mong muốn làm một việc của tư duy của người tầng 6 thì điều này là quá sức tưởng tượng của bạn nên nó sẽ trở thành ảo tưởng sức mạnh nếu thực sự đó là một ước mơ và một khát vọng mong muốn của bạn tìm đến những người đang làm giống như bạn xác định đúng đối tượng khách hàng tiềm năng xác định đúng sản phẩm là bí kíp đầu tiên của công việc kinh doanh bạn nói tôi đang kinh doanh cái này Và bây giờ nó chậm Trong hội trường này có rất nhiều người đang kinh doanh đồ gỗ Trước này đồ gỗ khảm Chạm Khắc Bao gồm cả Nội thất Bao gồm cả trang trí Như là tượng Trước này đều xuất sang Trung Quốc Như cô Trang vừa nói Đến thời điểm này Trung Quốc vẫn đang thực hiện Zero Covid cho nên vẫn còn gặp nhiều cái khó khăn trong việc tiếp cận thị trường này nó không ổn định vậy thì điều đầu tiên là một số người đã chọn cái ngành xuất khẩu sang thị trường khác nó chỉ đơn giản thế này một số thị trường cũng bao gồm người hoa ở khắp thế giới người ta vẫn cần nhu cầu và bạn vẫn chưa quan tâm tới điều này một học viên của tôi làm trong làng nghề và anh ta hiện nay Trước nay là xuất khẩu các cái sản phẩm tại làng nghề đó sang thị trường Trung Quốc. Nhưng vào thời điểm zero covid không thể xuất sang thị trường Trung Quốc. Anh ta đã nhanh chóng xuất được sang thị trường Mỹ, hôm nay anh không có mặt ở đây. Anh ta xuất sang thị trường Mỹ. Và anh ta phát hiện thấy rằng thị trường Mỹ công suất tiêu thụ lớn hơn rất nhiều lần so với thị trường châu Á này. Sản phẩm cụ thể ở đây là bán tóc. Và lúc này anh ta mới phát hiện thấy rằng là người mua nhiều nhất là người gốc Phi. Tóc của họ xấu, xoăn, mỏng, ngắn. Cho nên họ muốn có tóc dài. Lúc này thị trường trong nước cũng không đủ cả làng cả họ nhà anh ấy đi làm cũng không đủ. Thị trường khác được tìm thấy từ các quốc gia khác châu Á. Vậy thì một người ở thôn quê Bắc Ninh không biết một chữ tiếng Anh làm thế nào để có thể giao dịch được với các thị trường châu Á rất nhiều ngôn ngữ để có thể thu mua được hàng hóa xuất sang một thị trường là thị trường Mỹ khó tính. Tất cả những gì anh ấy sử dụng là Google cổ dịch, 100% dùng Google cổ dịch để giao dịch. Ngày xưa bán qua các đầu mối, giờ học Eagle Cam, nắm rõ chiến lược bán lẻ nên phân phối trực tiếp bán lẻ tại thị trường Trung Quốc, à, xin lỗi tại thị trường Mỹ theo Amazon, FBA, dropshipping tại Amazon bán hàng cho anh ấy như vậy anh ấy làm công việc hàng ngày là xuất thẳng từ thị trường châu Á tôi không muốn nói tên rồi một quốc gia châu Á hàng gói được đóng sẵn theo tiêu chuẩn sản xuất theo tiêu chuẩn của anh ta và xuất thẳng sang kho hàng của Amazon từ đó Amazon phân phát đi cách bán hàng này của rất nhiều người bạn trẻ đặc biệt cũng một nhóm ngồi góc đằng kia đang làm theo cách thức này một sản phẩm mua của thị trường châu Á bán cho thị trường châu Mỹ công ty có hai người thôi một anh chuyên đi đàm phán với các đối tác về sản phẩm Một anh chuyên chạy marketing Đây là tư duy quan trọng ngày hôm qua mà chúng ta học được Đó là đừng tập trung vào sản phẩm Mà chúng ta cần tập trung vào marketing và bán hàng Sản phẩm trong nước không đủ và không đủ chất lượng Cho nên tìm đến một thị trường nước ngoài Một câu hỏi tiếp theo Làm thế nào để tôi tăng tỷ lệ quay trở lại mua hàng của khách hàng của tôi Lên gấp 5 lần hay là gấp 5 Tức là lên 500% Bạn hỏi câu hỏi này là hơi thừa Nếu bạn bảo là bạn học tôi Bởi vì tôi có một khóa học chỉ có 1 triệu đồng Có một cái khóa học có tên gọi là 30 tuyệt chiêu gia tăng doanh số Nằm trong bộ 9 video của tôi Trong đó có hai chương Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Và chương 5 Ở đây Chúng ta có chương 4 bí quyết tăng doanh số trên từng đơn hàng và ở đây chúng ta có chương 5 xây dựng raving fan 7 chiến lược xây dựng fan cuồng fan cuồng raving fan chính là con đường để tăng tỷ lệ quay trở lại mua hàng và nếu như bạn đã nhỡ khóa học raving fan tuần trước tại văn phòng của tôi thì xem lại chương 5 trong khóa học này thì câu hỏi tiếp theo là Marketing một loài lĩnh vực về y tế làm đẹp, bao gồm đặc biệt là thẩm mỹ răng thì làm thế nào để làm được marketing. dịch vụ làm đẹp, dịch vụ mắt, bác, bác sĩ mắt, bác sĩ răng và các bác sĩ dịch vụ tại nhà nói chung làm thế nào để làm được điều này. Câu hỏi giống như câu hỏi của bạn công nhân, làm thế nào để tôi cài đặt được tư duy làm chủ ở đây. Câu chuyện là làm công nhân, làm bác sĩ, làm luật sư đều là những nghề chuyên nghiệp. Chúng tôi gọi những nhóm người này là các chuyên gia. Họ cứ làm là có tiền, đều đặn nhận lương. Nhưng làm chủ là một công việc hoàn toàn khác, không liên quan gì tới việc trồng răng hay khám chữa bệnh hay là vận hành máy móc cả. Làm chủ có nghĩa là phải đọc được báo cáo tài chính, hiểu các con số, sáng tạo, tư duy và nhiều việc khác nữa mà chúng ta không nên làm. Tôi có một lời khuyên là tôi không bao giờ động viên ai đó dấn thân vào công việc kinh doanh cả. Bởi vì đây là một công việc chứa được đầy những rủi ro, rủi ro mất tiền, mất thời gian, mất quan hệ. Đây là một công việc không ai biết trước được kết quả. Làm công chắc chắn là có lương. Người ta gọi là làm công ăn lương. Nhưng mà làm công việc kinh doanh chúng ta hay gọi là làm chủ. Làm chủ là chủ sở hữu ownership. Nhưng ở đây là làm cho công việc kinh doanh của mình. Bao gồm cả việc làm công mà có thể không có lương. Làm công cho người khác thì có lương, làm công cho mình thì khả năng cao là không có lương. Cho nên ngày hôm qua tôi học là để phát triển một công việc nào đó chúng ta cần 3 phần. Phần 1 tư duy. Tư duy về kinh doanh. Chúng ta đang học những ngày qua ở đây. Phần 2 là các chiến lược kinh doanh. Vậy bạn hỏi tôi làm thế nào để tăng được số lần quay trở lại mua hàng lên gấp 5 lần. Tôi trả lời Ray Fan Nằm trong 30 tuyệt chiêu gia tăng doanh số Thay vì bạn chỉ hỏi một phần Tôi trả lời cả 5 phần luôn Khóa học 30 tuyệt chiêu doanh số của tôi Là khóa học bạn phải học Để tăng doanh số của chính bạn Sau này có thể bạn học những khóa học offline khác Như khóa học về bán hàng Sales Success System thì tôi vẫn phải quay lại 30 tuyệt chiêu gia tăng doanh số để nói chuyện với bạn. Có thể may mắn bạn đến được với chương trình MAP Massive Action Plan hay bản đồ chiến lược. Chương trình được tổ chức một năm một lần đâu đó vào đầu năm. Thường được tổ chức tại nhà tôi tại Nha Trang. Nếu may mắn biết đến chương trình đó, ai đã từng học chương trình đó trước đây có thể giơ tay Cảm ơn các anh chị, hầu hết những người ngồi hàng đầu, cảm ơn các bạn. Chương trình MAP nếu may mắn các bạn đến với chương trình này Thì tôi vẫn phải nói lại Tại Nha Trang Nếu may mắn bạn có mặt ở đây Thì bạn vẫn phải học lại 30 tuyệt chiêu gia tăng doanh số Không có cách nào khác hết đấy. Rồi Nếu dũng cảm Bạn có thể đến với một chương trình marketing khổng lồ của tôi Có tên gọi là IPS Internet Power System nếu dũng cả và sống sót qua 5 ngày ở đó thì bạn vẫn phải quay lại vấn đề cơ bản đó là 30 tuyệt chiêu gia tăng doanh số cho nên dù thế nào đi chăng nữa các câu hỏi của các bạn trong buổi sáng ngày hôm nay nó chỉ gói gọn trong hai khóa học sau đây mà thôi một 30 tuyệt chiêu gia tăng doanh số bạn có thể mua tất cả các khóa còn lại trừ một khóa 9 khóa học combo này với giá 5 triệu Vậy bạn có hai lựa chọn Một Mua với giá 1 triệu Mua một khóa Khóa nào cũng được Hai Mua cả 9 khóa Học dần Với giá 5 triệu Và bạn sẽ học nó Trong vòng 1 năm Sau 1 năm Nó sẽ khóa tài khoản Bạn phải học nó Trong hết 1 năm Bao gồm tuyệt chiêu đàm phán Chúng ta thực hành khóa học này Tại chợ Sapa làm loạn cả chợ người ta lên được không ạ? 30 tuyệt chiêu gia tăng doanh số Quản trị cảm xúc Tôi chưa nói đến khóa này Kinh doanh đột phá Xây dựng hệ thống kiếm tiền trên Internet Sát thủ bán hàng trên live stream. Ultimate nghệ thuật bán hàng đỉnh cao Tổ chức đội nhóm kinh doanh dành cho các bot mỹ phẩm Xây dựng thương hiệu cá nhân trên Internet và đây là tất cả 9 cái khóa học, combo 9 khóa học này. Đây chính là các chiến lược và các kỹ năng cần luyện tập. Chiến lược và kỹ năng cần luyện tập nếu tôi giảng trên lớp này nó có thể bay mất ngay. Cho nên chính vì thế tôi làm thành video để bạn có thể xem đi xem lại nhiều lần. Như vậy, bạn hỏi tôi về bán hàng, về doanh số, về kinh doanh, về tỷ lệ chuyển đổi, về xây dựng thương hiệu, nhân hiệu trên internet về bán hàng, về live stream Tất cả trong 9 khoa học này Như vậy 5 triệu cho tất cả Hoặc 1 triệu cho một khóa Ít tiền mua một khóa về luyện Nhiều tiền mua tất cả về luyện Đỡ phải mua nhiều Bạn hỏi tôi là tôi không có thời gian Tại sao phải đến 9 Không sao hết Bởi vì bạn không có thời gian Cho nên tôi đã đúc kết nó Thành những video cực ngắn Chỉ từ 2 phút đến 7 phút là dài nhất và thông thường nó trong khoảng từ 3 đến 5 phút cho một bài học. Bạn học và ghi chép nó xuống và sau đó bạn có thể dừng video và làm việc khác. Mỗi một ngày bạn tiến lên một chút, ta gọi là liên tục tiến lên. Nhưng bạn cũng có thể học một lúc một lèo hết cả 9 khóa học, bạn mất khoảng 3 ngày liên tiếp giống như thế này và học hết một lèo 3 ngày. Rồi bạn lại học lại, bạn biết cái gì hay lúc bạn áp dụng, bạn có thể tra cứu lại nó rất là dễ dàng càng làm nhiều lần thì nó càng biến thành thói quen của bạn. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Phạm Thành Long. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.